Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ 6 ngày 15 tháng 3. Sáng ngày 15 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân tôn vinh các công ty doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, kêu gọi các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội từ thiện, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Từ năm 2021 đến năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh vận động được trên 153,7 tỷ đồng, trong đó các công ty doanh nghiệp ủng hộ gần 137 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.473 nhà đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền gần 62,5 tỷ đồng. Tặng trên 134.000 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 64 tỷ đồng. Trong đó, các công ty doanh nghiệp hỗ trợ gần 75.000 suất với trên 38,4 tỷ đồng, hỗ trợ triển khai mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản cho Hội Người Mù và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em 300 triệu đồng, tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn 477 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học, nhà văn hóa xóm trị giá 24,8 tỷ đồng. Đối với Quỹ Nông Thôn Mới, nguồn kinh phí COVID-19 vận động được gần 18 tỷ đồng, trong đó các công ty doanh nghiệp ủng hộ trên 11,8 tỷ đồng. Kịp thời phân bổ, thăm, tặng quà các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ các huyện và các tỉnh bạn, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê ghi nhận sự ủng hộ quý báu của các công ty doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào tỉnh. Tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa trong công tác an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các ban ngành đoàn thể huy động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng tham gia xây dựng các loại quỹ an sinh, nhất là quỹ vì người nghèo để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đề nghị các nhà đầu tư doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy giá trị, hiệu quả các dự án đầu tư. Các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh hướng vào chuyển đổi số, kinh tế xanh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ và chung tay xây dựng và nuôi dưỡng các nguồn quỹ an sinh xã hội, nhất là quỹ vì người nghèo của tỉnh, để qua đó hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công và người nghèo trên địa bàn để không một ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, có 96 công ty doanh nghiệp được vinh danh vì có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023. Ngày 15 tháng 3, tại Trường Chính trị Hoàng Đình Dông, Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2022-2024. Tham dự buổi lễ có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Lớp cao cấp lý luận chính trị K69B02, hệ không tập trung, khóa học 2022-2024 tại tỉnh Cao Bằng, khai giảng từ tháng 9 năm 2022. Khóa học có 48 học viên là cán bộ chủ chốt, dự nguồn các chức danh chủ chốt, lãnh đạo quản lý, của các sở ban ngành, đoàn thể, cấp tỉnh, huyện, xã và tương đương. Trải qua 18 môn học và các chuyên đề ngoại khóa, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, học tập nội dung về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng, biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các học viên, đánh giá cao công tác phối hợp thường xuyên hiệu quả của Học viện Chính trị khu vực 1 và Trường Chính trị Hoàng Đình Dông trong giảng dạy và bảo đảm các điều kiện tốt nhất để phục vụ lớp học. Đồng chí nhấn mạnh, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng cán bộ là công việc hệ trọng của Đảng và của các cấp ủy, là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, các kỹ năng trong thực thi công việc của người cán bộ, giúp các học viên tham gia đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chủ động chuẩn bị kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của các chức danh quy hoạch, phục vụ cho việc quản lý, sử dụng cán bộ lâu dài. Đồng chí đề nghị các học viên phát huy tốt nhất những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn đã tiếp thu qua khóa học để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, đồng thời là những tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy, quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Học viện Chính trị khu vực 1 tặng giấy khen cho 4 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trao bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị cho 48 học viên, trong đó 40 học viên xếp loại khá, chiếm 83,4%, 8 học viên xếp loại trung bình khá, chiếm 16,6%. Ngày 15 tháng 3, Hội Đông y tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Cao Bằng khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Thục, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Về phía tỉnh, có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Đông y tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội từ cấp tỉnh đến cơ sở được củng cố, lớn mạnh với trình độ chuyên môn sâu, tay nghề cao, với tổng số 1.215 hội viên trong toàn tỉnh. Phòng Trần Trị, Hội Đông y tỉnh đã khám và điều trị 3.075 lượt bệnh nhân bằng các phương pháp thủy châm, châm cứu, soi đèn hồng ngoại, rác hơi, đốt ngải. Trong đó khám và tư vấn miễn phí hơn 609 lượt bệnh nhân, điều trị bằng thuốc nam hơn 10.000 túi. Các huyện hội và chi hội đã tổ chức khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, được 475.197 lượt. Tổng số thang thuốc nam của lương y điều trị cho bệnh nhân là 120.520 thang. Trong nhiệm kỳ, sưu tầm trên 160 bài thuốc cây cổ truyền trong nhân dân và 80 cây thuốc trên địa bàn, thực hiện 20 đề tài cấp cơ sở và 15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các sáng kiến, giải pháp hữu ích, ứng dụng kỹ thuật mới vào công tác điều trị, phục vụ công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, phục vụ nhân dân. Tiếp tục duy trì chăm sóc, trồng bổ sung vườn dược liệu, đảm bảo đủ số lượng các cây thuốc, nâng tổng số vườn thuốc nam trên địa bàn tỉnh lên 178 vườn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của Hội Đông y trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị các cấp hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động của hội, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Cao Bằng về phát triển nền y học Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi lời dạy của Bác, lương y phải như từ mẫu, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Các hội viên cần đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, Để có thêm nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nhiều bài thuốc hay, cây thuốc quý, xây dựng các mô hình phát triển nuôi trồng dược liệu tại các địa phương, tích cực vận động lương y tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, chuyển giao những phương pháp hay, bài thuốc quý, tổ chức nghiên cứu khoa học, đánh giá, kế thừa, phát triển các bài thuốc cổ truyền, các cây thuốc quý, phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để các bài thuốc, cây thuốc địa phương thành sản phẩm thuốc chữa bệnh và có thể đưa ra thị trường. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 23 thành viên. Ông Đàm Ngọc Vinh được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Hội Đông y tỉnh Cao Bằng, tặng bằng khen cho 1 cá nhân, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y cho 6 cá nhân, 4 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Đông y tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng nay 15 tháng 3, Hội báo Toàn quốc năm 2024 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội báo Toàn quốc năm 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, được khai mạc vào 8 giờ ngày hôm nay 15 tháng 3 và diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 tại tuyến phố Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 100 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2023 và quý 1 năm 2024. Với sự góp mặt hầu hết của các cơ quan báo chí và 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 70 gian trưng bày quảng cáo sản phẩm ô cốp. Một khu vực trưng bày hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Một sân khấu chính phục vụ khai mạc, bế mạc, trao giải thưởng và tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ. Bên cạnh đó, Hội báo Toàn quốc năm 2024 mang đến cho công chúng và các hội viên, nhà báo nhiều sự kiện, nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn như giải bóng đá, cúp nhà báo và công luận lần thứ 3. Trao các giải thưởng như bìa báo Tết đẹp, giao diện báo điện tử Tết ấn tượng, chương trình truyền hình phát thanh ấn tượng, gian trưng bày báo chí đẹp, cuộc thi ảnh, sáng tác nhanh những khoảnh khắc đẹp của Hội báo Toàn quốc năm 2024. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 tới đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Bộ Tài chính cho biết ước tính sơ bộ, nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước năm 2024 tăng thêm so với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện phương án đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%, tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2%, tăng trợ cấp xã hội 38,9%. Với mức tăng trên thì tổng kinh phí chi trả là 17.276 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đã được Quốc hội quyết định tối đa là 7.430 tỷ đồng. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, tính toán lại các phương án, điều chỉnh cụ thể, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và cơ sở pháp lý đã quy định. Đối với nhu cầu thực hiện phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 của đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 do ngân sách nhà nước đảm bảo. Theo Bộ Tài chính, khi thực hiện cải cách tiền lương khu vực công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ tác động trực tiếp đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đối với học sinh, sinh viên do không còn quy định về mức lương cơ sở. Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2024, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giáo dục vẫn còn hiệu lực, chưa có văn bản thay thế. Do đó, để đảm bảo tính pháp lý thống nhất trong thực hiện, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, rà soát nghiên cứu để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2024. Để chủ động nguồn điều chỉnh các chính sách, và giảm áp lực bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương, Bộ Tài chính đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương và nguồn cải cách tiền lương của các địa phương còn dư, sau khi đảm bảo đủ nhu cầu cải cách tiền lương được sử dụng để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp nêu trên. Việt Nam tăng 8 bậc trong báo cáo chỉ số phát triển con người do chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 14 tháng 3. Báo cáo có tiêu đề "Phá vỡ tình trạng bế tắc, tái hình dung sự hợp tác trong một thế giới phân cực". Theo báo cáo, giá trị chỉ số phát triển con người của Việt Nam là 0,726, đứng vị trí thứ 107 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam vào nhóm chỉ số phát triển con người cao, so với báo cáo năm ngoái tăng 8 bậc từ vị trí thứ 115. Việt Nam từ vị trí tương đối thấp trong bảng xếp hạng, nhưng đến nay đang ở giữa bảng xếp hạng và liên tục tiến bộ trong 30 năm qua. Các chuyên gia đánh giá thứ hạng của Việt Nam tăng lên, chủ yếu là do trong thời kỳ đại dịch, Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực và có một năm 2022 rất tốt. Điều đó đồng thời nâng được thứ hạng của các chỉ số khác. Phát triển con người luôn là trọng tâm trong chính sách phát triển của Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Ngoài ra, ở một số chỉ số như sức khỏe cũng đã được cải thiện khá rõ rệt trong thập kỷ qua. Ở một số khía cạnh, Việt Nam làm rất tốt công tác bình đẳng giới, đặc biệt là về khả năng tiếp cận giáo dục, tỷ lệ tuyển sinh, giáo dục trung học cơ sở gần như bình đẳng giữa nam và nữ. Chúng ta bắt đầu thấy có nhiều nữ lãnh đạo trong doanh nghiệp và nhiều nữ lãnh đạo trong chính phủ hơn. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn 2024 cho 529 doanh nghiệp. Trong danh sách doanh nghiệp được bình chọn năm nay, có 32 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 28 năm liên tiếp, cũng là 28 năm chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức. Đồng thời, danh sách năm nay có 16 doanh nghiệp lần đầu được bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Cuộc khảo sát điều tra bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 cho thấy khảo sát năm nay tập trung cả hai đối tượng, gồm phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng và nhà bán lẻ, bên cạnh là khảo sát trực tuyến như thường niên. Kết quả ghi nhận của cuộc khảo sát có hơn 70.000 lượt bình chọn bằng cả hai hình thức cho doanh nghiệp. Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ, trong năm 2024, Hội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nền kinh tế xanh, xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn xanh mới, kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế, tận dụng cơ hội thị trường trong nước, đẩy mạnh tập huấn kỹ năng sản xuất kinh doanh và truyền thông cơ chế chính sách đến doanh nghiệp. Chuyển sang tin quốc tế, Liên minh châu Âu vừa thống nhất về áp dụng quy định mới nhằm bảo vệ những người lao động đang làm việc cho các ứng dụng công nghệ. Quy định mới yêu cầu giám sát nhằm xác định tình trạng việc làm của người lao động, cho phép họ hưởng quyền và lợi ích theo luật lao động, gồm việc được hưởng lương khi nghỉ ốm và có thể phản đối các quyết định tự động. Nếu phát hiện có sai lệch, việc xử lý sẽ được thực hiện theo luật của các nước thành viên và án lệ chung của Liên minh châu Âu. Trước khi có quy định này, 28 triệu người lao động đang làm việc cho các ứng dụng công nghệ trên khắp châu Âu thường bị coi là lao động tự do, phải tuân thủ các quy tắc tương tự nhân viên bình thường, song không được hưởng các tiêu chuẩn và điều kiện làm việc tối thiểu theo quy định của Liên minh châu Âu. Quy định mới dự kiến được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu trong tháng 4. Các nước thành viên sẽ có 2 năm để đưa quy định mới vào hệ thống lập pháp quốc gia. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.